hòa chung không khí vui mừng phấn khởi, tự hào chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi. Tối ngày 22 tháng 4 tại nhà văn hóa thôn Lương Đường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đoàn thể xã Hòa Bình phối hợp với đoàn ca múa nhạc thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Thanh âm thành phố cảng và tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó. Tới dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo tiểu đoàn 151 Hải quân, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và toàn thể nhân dân trong toàn xã. Tại chương trình, đồng chí Vương Văn Năm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã tặng hoa cho các tập thể tổ chức chương trình, chúc chương trình thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta. Trong những năm qua, Đảng, chính quyền, các tổ chức ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong ngoài xã và nhân dân đã tích cực tham gia ủng hộ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đã có nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập. Để khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó của các em, tại chương trình biểu diễn nghệ thuật Thanh âm thành phố Cảng, Hội Phụ nữ Công an huyện Thủy Nguyên đã tặng 6 suất quà với trị giá 3 triệu đồng và trao kinh phí đỡ đầu quý 2 năm 2023 cho cháu Lưu Trung Nghĩa, thôn Đông Môn. Tiểu đoàn 151 Hải quân trao tặng 3 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã trích từ quỹ chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng. Đây thực sự là những món quà ý nghĩa dành tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần đạo lý tương thân tương ái của dân tộc ta. Ngay sau đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật Thanh âm thành phố do Đoàn ca múa Hải Phòng biểu diễn. Chương trình gồm 3 phần: Thành phố miền ký ức, Thanh âm thành phố cảng và Hải Phòng tỏa sáng vươn xa. Đoàn ca múa Hải Phòng mang lời ca, tiếng hát, điệu múa được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp với nội dung tôn vinh những nét đẹp của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bà con nhân dân xã Hòa Bình. Đây là các tiết mục nằm trong chương trình nghệ thuật Thanh âm thành phố cảng thuộc đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng, trước đó đã được biểu diễn và truyền hình trực tiếp tới bà con nhân dân thành phố qua các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thông qua chương trình lưu diễn, đoàn ca múa Hải Phòng góp phần mang nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp tới người dân của thành phố, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 lịch sử của địa phương, thành phố cũng như của đất nước, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, tự hào về truyền thống lịch sử, anh hùng của địa phương. Cũng trong chương trình chuỗi hoạt động liên minh, cùng ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể xã Hòa Bình phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện Thủy Nguyên, đơn vị tiểu đoàn 151 ra quân làm sạch vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ trường trung học cơ sở Hòa Bình đến thôn Hà Phú 1 và từ trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu đi thôn Đông Môn, từ trường mầm non đến cống đường dài. Qua đó góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đồng thời triển khai chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình với Hội Phụ nữ Công an huyện Thủy Nguyên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Bình với Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn 151 Hải quân với chủ đề Thắm tình quân dân, bình yên, hạnh phúc.